Việt Sử Toán Thư rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam phải kể đến những tấm gương phụ nữ yêu nước được sử sách lưu danh tiếng thơm vọng mãi muôn đời. Tưởng rằng chỉ có các đấng nam nhi nhưng ít ai biết rằng từ thời Hai Bà Trưng, Bà Triệu cho đến thời đại Hồ Chí Minh, sử sách đã ghi nhận hàng triệu người phụ nữ không chỉ đảm việc nhà mà còn giỏi việc nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, một lòng vì bốn chữ Tổ quốc quyết sinh. Nổi bật trong số đó mà Việt Sử Toán Thư muốn nhắc đến đó chính là chân dung người phụ nữ chân yếu tay mềm, một mình chĩa súng vào đầu ông chủ mafia Nguyễn Văn Thiệu, bạo chúa khiến cả Việt Nam thời đó phải khiếp sợ. Nói đến đây, chắc hẳn quý vị sẽ rất tò mò xem nữ du kích đó là ai. Và không để quý vị chờ đợi lâu, hãy cùng Việt Sử Toán Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Nữ du kích ám sát Nguyễn Văn Thiệu. Lật dở lại quá khứ, dấu mốc ngày 1 tháng 11 năm 1963, cuộc đảo chính sát hại anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu đã đẩy chính quyền Sài Gòn vào một vòng xoáy quần ngư tranh thực mới giữa các viên tướng đầy tham vọng. Và một trong những người gặt hái được nhiều lợi lộc nhờ tham gia vào cuộc đảo chính này, không ai khác, đó chính là một vị bạo chúa hay ông trùm mafia Nguyễn Văn Thiệu. Từ ghế đại tá, ngay trong ngày 2 tháng 11 năm 1963, ông ta đã được nhảy vọt lên cấp thiếu tướng và là người đầu tiên trong quân ngũ nhân đảo chính được hưởng sủng lộc này. Có thể nói chính ở thời điểm nước sôi lửa bỏng này, Nguyễn Văn Thiệu đã bộc lộ được sự khôn ngoan không tầm thường của mình. Để rồi với sự tự tin, chẳng mấy chốc ông đã leo lên được cái ghế tổng thống quý giá của cái gọi là nền đệ nhị Cộng Hòa. Tuy nhiên đằng sau tiếng gọi là tổng thống của một quốc gia độc lập, Nguyễn Văn Thiệu thực chất chỉ là một kẻ tay sai luôn nằm dưới búa của các quan thầy Mỹ mà thôi. Cái ác luôn hiện hữu. Từ khi Nguyễn Văn Thiệu lên ngồi ở vị trí người chèo lái con thuyền hậu đệ nhất Cộng Hòa ở Sài Gòn, ít ai biết rằng hối mại quyền thế, tham nhũng, sự thối nát, chấn lột tiền bạc, bao che và thông đồng trong các vụ buôn lậu ma túy, buôn vàng bỗng hoành hành tột độ. Thậm chí sự can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ của người Việt Nam càng trở nên rõ rệt và trắng trợn hơn bao giờ hết. Càng tham quyền lợi cá nhân, Nguyễn Văn Thiệu càng làm suy yếu đi những mối quan hệ xã hội bình thường ở Sài Gòn. Trong bàn tay lèo lái của Nguyễn Văn Thiệu, mọi khái niệm dân chủ đều bị biến thành giả hiệu. Có thể thấy, trong suốt thời gian nắm quyền, Nguyễn Văn Thiệu bị chỉ trích vì đã làm ngơ trước tệ nạn tham nhũng tràn lan. Với những hành động mafia của Nguyễn Văn Thiệu đã tạo nên tệ trạng kiêu binh, kiều tướng lộng hành, coi thường luật pháp quốc gia, áp bức, hãm hại dân chúng của một số tướng tá trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng ít ai ngờ rằng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cũng có một ngày không xa, vị Tổng thống bù nhìn chính quyền Sài Gòn lại bị một người phụ nữ chân yếu tay mềm chĩa súng vào đầu khiến ông sợ hãi và hoảng loạn. Người phụ nữ gan dạ ấy không ai khác chính là bà Trịnh Thị Thanh Mãi, sinh năm 1950, trú tại thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Bà Mão nhớ lại, năm 1964, lính ngụy ồ ạt đổ về lập căn cứ, dồn dân lập ấp, bố giáp làng Hà Xá. Với sự hung hăng và ngạo mạn của mình, chúng giăng khẩu hiệu đốt sạch, phá sạch, giết sạch. Thậm chí, lũ giặc điên cuồng này gặp người bắn người, gặp trâu bò bắn trâu bò, nhà cửa chúng đốt phá không thương tiếc. Đứng trước tình cảnh thương tâm này, với lòng sục sôi căm thù giặc, năm 15 tuổi, bà Mão đã hăng hái tham gia vào đội thiếu niên an ninh mật Hà Xá và giữ chức đội trưởng. Ngày ấy bà Mão cùng các thành viên trong đội có nhiệm vụ liên lạc, nắm tình hình địch và luồn sâu vào căn cứ địch, vẽ sơ đồ doanh trại, hầm hào rồi lên rừng báo cho cơ sở. Để thực hiện nhiệm vụ cao cả, họ đã phải cải trang thành đứa trẻ chăn trâu, bí mật chuyển vũ khí, thuốc men vào căn cứ cách mạng. Lúc thì hóa thân thành người bán hàng rong trà trộn vào lòng địch, cài bom hẹn giờ đánh xe, tiêu diệt địch. Thậm chí, lợi dụng quân địch xuống xe mua hàng, họ còn lén ném quả bom vào xe. Xe cứ thế mà bốc cháy. Rồi cài bom hẹn giờ ở kho xăng ngụy Ái Tử, nơi cung ứng xăng chủ yếu cho máy bay địch ở Quảng Trị. Khi thấy xăng chảy linh láng, bọn ngụy lồng lên tức tối nhưng cũng chẳng làm gì được. Với những cách hóa thân nhanh nhẹn, thông minh của các thành viên mà đội thiếu niên mật Hà Xá ngày càng trưởng thành với những chiến công vang dội. Đó là chiến công đánh cháy 4 xe cơ giới và tiêu diệt rất nhiều tên địch. Tự tay bà Mão làm nổ 2 chiếc xe, do đó năm 18 tuổi, người phụ nữ anh dũng này đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng và giữ chức bí thư chi bộ xã Triệu Ái. Một người phụ nữ kiên cường, bất khuất và đáng được tôn vinh. Đặc biệt, trong những năm tháng hoạt động cách mạng của mình, bà Mão nhớ nhất là thời điểm năm 1969, khi nghe tin Bác Hồ mất. Lúc ấy, bà nảy ra ý kiến phải tổ chức lễ truy điệu Bác ngay trong thôn Hà Xá, nơi căn cứ địch chiếm đóng để bắt bọn ngụy quân cùng làm lễ. Để dụ địch dính phốt, bà đã cùng các cán bộ trong đội lợi dụng lễ cầu an rằm tháng 8,
lễ tế thành hoàng của làng. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm và đông đủ người dân trong thôn, xã, thậm chí ngụy quyền cũng được mời đến rất đông. Với vai trò bí thư chi bộ xã, chính bà Mão được chọn là người đứng lên tuyên bố buổi lễ. Tuy nhiên, ông Hà Tổ, một cụ cao niên cảm mến cách mạng trong làng, giành lấy nhiệm vụ ấy, bởi theo lời cụ nói, nếu có gì bất trắc, chị còn biết đường mà lãnh đạo phong trào, đối phó địch, chứ chị bị bắt, đội cũng tàn rã. Nghe thấy có lý, bà nhường lại cho cụ Hà Tổ cái nhiệm vụ mạo hiểm ấy. Đúng giây phút thiêng liêng, sau khi khấn vái, tất cả mọi người đều đứng dậy chỉnh tề chuẩn bị làm lễ. Bất ngờ, ông Hà Tổ dõng dạc. Để tưởng nhớ công ơn Bác Hồ vĩ đại, một phút mặc niệm bắt đầu. Dân làng cúi đầu tưởng niệm, tất cả ngụy quân, ngụy quyền lúc ấy cũng bắt buộc phải cúi đầu mà làm lễ. Chúng không thể không theo. Chẳng có gì đau đớn bằng cú lừa này, lính ngụy lông lộn tức tối. Qua những tên chiêu hồi, chúng thanh lọc và bắt hết những người lãnh đạo hôm ấy. Bà Mão bị tra tấn hết sức dã man. Chúng không từ bất cứ thủ đoạn nào. Bọn giặc tàn độc dí điện vào người bà Mão, hoa xà phòng với nước ớt bắt uống, rồi dùng kìm rút móng tay. Có những lúc bị tra tấn tưởng như chết đi sống lại, nhưng người phụ nữ dũng cảm này vẫn kiên quyết cắn răng mặc nhiên không hé miệng nửa lời, dù cho quân địch có uy hiếp đến đâu. Trước tinh thần thép của bà, chúng đã bắt bà Mão ra một năm ở nhà tù Lao Xá, nay là thành cổ Quảng Trị. Thất bại, giặc đành ngậm ngùi thả bà về nhà trong tình cảnh đầy thương tích. Vụ ám sát tổng thống ngụy quyền không thành. Ngày ra tù cũng đến, đang trên đường đi về nhà, bà Mão không may lại bị bọn ngụy quyền bắt đi. Chúng lợi dụng chương trình bình định nông thôn, bắt hết những người từng theo cách mạng về làm dân quân tự vệ dưới sự chỉ đạo của ngụy. Việc làm này nhằm mục đích bảo vệ an ninh cho chúng, mặt khác dùng chính sách cộng giết cộng để quân ta giết quân ta, gây mất sự đoàn kết nội bộ giữa bộ đội ta với dân. Tuy vác trên vai súng đạn của địch, nhưng người đàn bà này vẫn bí mật giải truyền đơn, bí mật liên lạc cùng cơ sở cách mạng. Tinh thần thép của người phụ nữ này không gì có thể lay chuyển. Giữa lúc quân địch lùng sục, bắt bớ, bố giáp, dồn dân vào ấp chiến lược nên quân ta phải cố thủ. Lúc ấy bà Mão nhận được thư của đồng chí Thủy, trưởng ty công an tỉnh Quảng Trị. Trong thư ông nói, dạo này tình hình lặng quá, cháu nên làm một cái gì đó để thức tỉnh phong trào nhé. Cố gắng bắt được con khá khá. Ý là giết được tên tướng tá, đầu sỏ của địch. Thời cơ ngàn năm có một cũng đã đến. Vào tháng 10 năm 1970, ngụy tổ chức khánh thành chương trình bình định nông thôn trong 3 ngày. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, bà giấu khẩu K54 kỹ càng trong túi sách với một số tư trang, áo quần. Ngày đầu tiên trôi qua một cách nhanh chóng. Ngày thứ hai, tình hình lắng dịu, tạo điều kiện thuận tiện cho cơ hội để bắt con khá khá. Ngày thứ ba, tại trường tiểu học Bồ Bản, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, địch tổ chức làm lễ cắt băng khánh thành hệ thống ấp chiến lược bình định nông thôn. Về dự buổi lễ này có rất đông quan chức cấp cao của chính quyền Sài Gòn. Đến 3 giờ chiều, khoảng 2-3 chiếc trực thăng vần vũ đổ vội giữa cánh đồng. Vị Tổng thống bù nhìn chính quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu bước ra, đám tùy tùng nháo nhác theo sát bảo vệ. Sự xuất hiện của Thiệu khiến bà Mão vô cùng bất ngờ, bởi trước đó bà không hề nghe thông tin Tổng thống ngụy về dự lễ. Đang làm lễ, bỗng trời nổi trận mưa rông, lính ngụy loay hoay che dù cho Thiệu. Theo chỉ đạo của cấp trên, bà Mão trực tiếp ám sát Thiệu ngay tại buổi lễ dưới sự giúp sức của hai đồng đội khác thuộc lực lượng an ninh Quảng Hà. Đúng 8 giờ 15 cùng ngày, Thiệu trong bộ comple màu xám bước lên lễ đài đọc diễn văn giữa bốn bề cảnh sát, binh lính vây chặt. Khi thời khắc quan trọng đã điểm, bà Mão sẵn sàng hành động thì bỗng trời chuyển mưa lớn, lốc xoáy cuốn cát bụi bay mù mịt. Lợi dụng thời cơ này, nữ biệt động né người, trùm vội chiếc áo mưa màu đen lên đầu, rồi rút khẩu súng K54 giấu sẵn ở thắt lưng, nhắm thẳng vào đầu Thiệu siết cò. Cạch cạch. Hai lần siết cò, hai âm thanh bật ra nhưng đạn không nổ. Sắc mặt nữ biệt động tái đi, khẩu súng ngắn trên tay bà lúc này như một thỏi sắt vô hồn, đáng sợ hơn bao giờ hết. Sau giây phút kinh hoàng và căng thẳng tột độ, bà tự trấn tĩnh làm như không có chuyện gì xảy ra, rồi giấu vội khẩu súng vào nơi cũ. Thời lúc quân ngụy đang nhốn nháo vây lấy Thiệu để di chuyển xuống lễ đài thì nữ biệt động và hai đồng đội đứng bên ra ám hiệu lặng lẽ rút lui nhằm tránh thương vong không cần thiết. Ngay tức khắc, bà hòa vào dòng người rút lui một cách lặng lẽ như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau này khi kiểm điểm trước tổ chức về nguyên nhân súng không nổ, nhiều đồng đội đã cảm thông sâu sắc với bà và biết được câu chuyện. Trước đó do địch trấn áp gắt gao, súng K54 được chôn giấu nhiều ngày dưới đất cát nên đạn bị ẩm ướt không nổ. Đáng tiếc thay, nếu phát súng ấy phát nổ, tên Thiệu chắc hẳn bỏ mạng và rồi chúng ta sẽ có một mốc lịch sử không thể nào quên. Tháng 4 năm 1972, trong một trận đánh khốc liệt mạnh như vũ bão của quân ta nhằm giải phóng thành cổ Quảng Trị, bà Mão trúng đạn, bị thương nặng
được tổ chức đưa ra miền Bắc chữa trị. Năm 1973, bà vinh dự được Trung ương giao nhiệm vụ lên đường sang Cộng hòa Dân chủ Đức tham dự Đại hội Thanh niên Thế giới tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Hòa bình lập lại năm 1975, nữ biệt động thép trở về quê hương, công tác tại Phòng Văn hóa Thông tin huyện Triệu Phong, đảm nhận việc hướng dẫn du khách tham quan nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, một người con anh hùng, kiên trung của Đảng. Đúng 8 giờ 15 phút ngày 21 tháng 9 năm 1970, Nguyễn Văn Thiệu trong bộ com lê màu xám bước vào lễ đài đọc diễn văn giữa bốn bề cảnh sát, binh lính vây chặt. Lợi dụng cơ hội này, nữ biệt động Trịnh Thị Thanh Mão né người, trùng vội chiếc áo mưa màu đen lên đầu rồi rút khẩu súng K-54 giấu sẵn ở thắt lưng, nhắm thẳng vào đầu Thiệu xiết cò. Tuy nhiên, sau hai lần xiết cò, hai âm thanh bật ra nhưng đạn không nổ. Lý giải vì sao súng không nổ, chị Mão cho biết, trước đó do địch trấn áp gắt gao, khẩu súng K-54 được bà chôn giấu nhiều ngày dưới đất cát nên đạn bị ẩm ướt, không nổ được. Thật đáng tiếc, nếu sau cái bóp cò đó, súng nổ thì Thiệu đã tiêu rồi. Viết sử toàn thư, biết sử thêm yêu nước.